Hai đứa con ở đây rồi có nóng không? Buổi trưa nóng không? Dạ nóng. Hôm nay thì cuộc sống Diệu Kỳ chúng tôi có đi theo chân thầy Cương và các cô giáo ở trường tiểu học Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, để đến nhà một cái cô bé học sinh đang học tại ngôi trường này. Tuy nhiên thì em đang bị cái chứng bệnh hư thận, hoàn cảnh thì của gia đình thì rất là khó khăn. Mọi người có thể thấy là cách đây cái ngôi nhà như thế này đây, xây nhưng mà chưa tét tô được xi măng hay là cái gì hết, chỉ là gạch và vài cái miếng tôn như thế này. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, nhà xây nhưng mà chưa có điều kiện để mà tô lại cái ngôi nhà cho nó bài bản. À, con. Đấy, đây mọi người nè. À, kia là mẹ của bé đó. Là, à, con là bé Ngân là con hả? À. Đây là Ngân học lớp 5B của trường tiểu học Hành Minh. Chị là mẹ. Nhà này là chị xây bao lâu rồi chị? Dạ, 2 năm. 2 năm. 2 năm rồi mà sao mình không tô hay là làm nó bài bản? Dạ, điều kiện tí khó khăn, bọn em cũng ba mượn rồi lùn chứ không phải làm cho anh phía chồng anh em đông á. Thì nó nấu chịu nổi. Kệ nó anh giờ sao biết thôi giờ. Để em mượn anh chị bò con rồi em cũng lùn chứ chưa có nợ hết rồi. Con nợ nhiều không? Dạ cũng mấy chục anh. Mấy chục nữa hả? Dạ. Cố gắng làm rồi kiếm tiền rồi tô cái nhà lại rồi nếu có điều kiện chứ. Để giờ con hai đứa con ở đây rồi có nóng không? Buổi trưa nóng không? À, bắt đầu không đi học là từ khi nào cô? Nói chung là đầu năm vô là em đã bắt đầu nghỉ tới trường. Bọn bè cũng thương lắm, cô giáo bọn bè trường rồi cũng quyên góp cho bé nhưng mà cũng mất đủ rồi thôi. Chứ bệnh bé thì cũng cần tiền nhiều đó, nên cũng khó khăn. Gia đình thì thật nghèo nữa, nên cũng khó khăn. Ba mẹ thì cũng hơi đau ốm nên thấy cũng tội. Nước nó cũng đỡ rồi ra chứ bà bữa nó to lắm. Bà bữa to. Thôi thế này này, hôm nay là đây là chú Huy ở cái kênh Cuộc Sống Kỳ Diệu đến thăm, nghe cô chỗ cô Hằng giáo viên chủ nhiệm giới thiệu. Hôm nay mục đích là đến thăm và xem tình hình bệnh như thế nào. Đây có một cô Lan ở thành phố Hồ Chí Minh đấy, cô chuyển hỗ trợ cho cháu là 1 triệu, gọi là đỡ đần tí thuốc thang. À, hôm nay xuống xem tình hình cháu nó như thế nào. Chị lấy ra chị xem thử có đúng cái số tiền đó không để em cùng báo với cô Lan. Anh lấy đưa cho mẹ đi chị. Rồi, hôm nay lần đầu tiên đến nên không các cô các chưa biết tình hình bệnh tật nó như thế nào. Rồi. Đây là hoàn cảnh của em Ngân. Em Ngân cũng được là học sinh lớp 5, tuy nhiên thì đang mắc một cái chứng bệnh rất là xót, đó là bị hội chứng hư thận. Hội chứng hư thận thì trong thời gian gần đây thì do là thường xuyên là bệnh nó càng lúc càng nặng thì em không thể đến trường được. Nói chung là hôm nay có mặt ở ngôi nhà này thì có rất nhiều thầy cô giáo, trong đó tất cả thầy Cương. Đây mọi người thấy nè. Giấc mơ của cha mẹ bé Ngân là một ngày nào đó sẽ được tô lại cái ngôi nhà này và có thể đóng được cái dàn la phong trên cái mái nhà nè, để cho hai chị em của Ngân là đỡ bớt nóng khi mà thời tiết nó nắng nóng như thế này. Mà không có cái la phong thế này thì Ngân với em là bảo rất là nóng, nhưng mà do là chưa có tiền nên cả gia đình phải tiếp tục sống trong cái cảnh nắng nóng thế này, cố gắng chịu đựng để mà dành tiền để mà chạy chữa cho con gái của mình. Dạ, chị nghe. Dạ, cũng nhờ sự giúp đỡ của anh đó chị. Ông bà nghe.
em thuốc không cháu uống rồi không đúng đó, đúng bác sĩ vậy đó rồi đấy có gì đó em theo rồi. Để ý bữa nãy không rồi vậy nha rồi nhỏ mình dễ dễ chữa nè uống chữa mình có gì đó nghe rồi ngon quá nhỏ xíu nó quọt cũng như vậy.